Ngày 17 tháng 1, Thánh An Tôn Viện Phụ. Năm 251 tới 356. Cuộc đời Thánh An Tôn nhắc chúng ta nhớ đến Thánh Francisco Assisi. Lúc 20 tuổi, An Tôn được đánh động bởi câu phúc âm: "Hãy bán những gì bạn có và cho người nghèo." Marco chương 10 câu 21b. Nên Ngài đã bán tài sản thừa kế to lớn của Ngài để cho người nghèo. Ngài khác với Thánh Francisco Assisi vì hầu hết cuộc đời Thánh An Tôn sống trong cô tịch. Ngài thấy thế gian đầy những cạm bẫy. Ngài cho giáo hội và thế giới thấy sự khổ tu trong cô tịch, hành xác và cầu nguyện. Không thánh nhân nào phản xã hội. Thánh An Tôn đã lôi kéo nhiều người đến với Ngài nhờ sự hướng dẫn và chữa lành tâm hồn. Lúc 54 tuổi, Ngài đáp lại yêu cầu của nhiều người và thành lập một dòng có nhiều phòng nhỏ nằm rải rác. Ngài giống Thánh Francisco Assisi là rất sợ những tòa nhà sang trọng với những chiếc bàn đầy đồ ăn. Lúc 60 tuổi, Ngài muốn tử đạo trong thời đế quốc Roma bách hại kiểu mới, hồi năm 311. Ngài không sợ nguy hiểm khi đến các nhà giam để hỗ trợ tinh thần và vật chất. Lúc 88 tuổi, Ngài đấu tranh với tà thuyết Arian. Các tổn thương của giáo hội từ nhiều thế kỷ qua được hồi phục. Thánh An Tôn kết hợp nghệ thuật với thánh giá hình chữ T, con heo và cuốn sách. Con heo và thánh giá là biểu tượng chiến đấu can trường của Ngài với ma quỷ. Thánh giá là sức mạnh của Ngài vượt qua ma quỷ. Con heo là biểu tượng của ma quỷ. Cuốn sách nhắc nhớ, cuốn sách của thiên nhiên hơn hẳn những lời được in ấn. Thánh An Tôn qua đời trong cô tịch lúc 105 tuổi.